Hai cô chú ơi, hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Cô chú coi chay với rất kỳ kìa. Đây, cô chú ơi, cô chú nhìn xa xa là gì? Người ta đã gắn những cái đó rồi để tậu tàu rồi, chuẩn bị cuối tháng này tàu sẽ về nha chay nha. Chay này hồi nãy giờ tự nhiên á, nãy giờ Ngọc với nó đi chợ, đi công chuyện. Cái nó về nó thấy cái này nó chỉ là nó đòi đi ra ngoài. Thôi được không? Đi không? Đi không, đi với mẹ nè. Đi ra chay, đi ra ngoài đây không? Đi ra mẹ nè, mẹ cho đi. Đi chỗ nào đâu con đi, chỗ nào đâu con đi, mẹ coi coi. Hả? Đâu hả? Thôi mày đi đây à. Thôi mày đi đây à. Đi đây nè. Đó, đi ra ngoài đó không? Yeah. Mà ra ngoài đây là phải có mẹ nha chưa? Không có mẹ là không được đi nha chưa? Rồi bước lên. Bước lên. Bước lên đàng hoàng. Bước lên, bước lên. Do dự gì nữa? Còn do dự gì nữa vậy? Ủa không đi hả? Ủa ở đâu hả? Giang ơi Giang, ra đây Giang ơi. Ra đây Giang, ra đây. Nước nè con. Nước nè. Ra đây Giang. Mặc cái bừng nó vô cho nó lỡ nó có té rồi đỡ có bị lát đầu gối. Đi ra đây nè. Sao không dám ra? Không dám ra hả? Đây, đây mẹ nắm tay. Nắm tay nha. Rồi bước lên. Đó. Rồi, đi ra đây đi, tự đi đi con, tự đi đi con. Đang đứng đi thử. Đi con. Đi nè. Không. Trời ơi mẹ nắm tay dám đi chứ không dám đi vậy sao nhát vậy? Đi đi. Cô mặt kìa. Cô mặt kìa. Người dư người ngọt kìa. Người ngọt kìa sợ sợ kìa. Đi đi. Đi đi. Đi. Đúng rồi đi. Đi từ từ đúng rồi. Đi con đi. Đúng rồi. Đúng rồi giỏi lắm. Đi từ từ thôi. Đi ra đây. Không sao đâu đây cạn mà. Đi con. Đi gái. Gái à. Gái à. Ồ cô ta đứng nó nhìn kìa cô chú kìa. Nè con coi mẹ ngồi nè, thấy không? Mày thấy mẹ ngồi vui tươi thoải mái không? Lại đây đi. Ừ xì đó, nước đó con nói đi, nước. Ở đây nước rồi đứng kìa. Cái chị đời nổi ba không? Ồ mát quá trời ơi. Ồ, trời ơi nước lạnh đây như nước đá. Ôi trời ơi nước lạnh như nước đá. Hả? Ừ nước lạnh như nước đá luôn nè cô chú ơi. Come here. Come here. Come here, cutie pie. Come here, cutie pie. Cutie pie. Ồ, con chào ai vậy? Chào em gái. Gì đó? Tiên Phương ơi em gái, Tiên Phương hẹn gặp nhé. Trời ơi, coi làm gì à? Đi, đi cậu nhé. Đúng rồi, lại đây với mẹ, lại đây. Lại đây. Lại đây. Lại đây đi bạn ơi. Good job, JD. Good job. Đúng rồi, đi từ từ thôi, đi con. Đi từ từ, cho nó biết ở đây là không phải mặt đất á. Nếu không phải mặt đất á, nó đi từ từ, từ nó cẩn thận á. Giỏi nè, mới mốt cái tàu mình đậu ngay chỗ này nè. Đó, cái tàu mình là mới mốt ngay chỗ này nè con. Đã chưa? Đã chưa? Đi thẳng thôi, đi thẳng nha, đừng có quẹo lựa nha. Mình là một trong những người đầu tiên đó chay. Coi dừng gió thổi ta rớt xuống dưới luôn. Ừ. Đó bự chừng bự kinh mà thật sao ra ha. Hả sư cơ đi. Bự kịch kịch cơ mà. Thấy chưa? Thấy mẹ chưa?
làm gì? Đó 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 đó, đó bày đặt, bày đặt. Ê ê ê ê. Ơi ơi, không được. Không được, không được nha. Đây 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 mẹ, đây mẹ làm cho. Lại đây, đi lại đây. Nếu mà con muốn vậy là đây lại đây mẹ chỉ cho. Đi lại đây. Để mẹ dựng camera xuống nha. Dựng camera xuống rồi mẹ làm cho con nha. Mà làm vậy gương rồi ướt dép rồi sao? Hả? Ngồi xuống, rồi, ngồi xuống này, ngồi xuống này. Ngồi xuống này, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. À, ngồi xuống. Ngồi xuống đây mẹ chỉ cho. À, lạnh không? Lạnh chưa? Lạnh chưa? Lạnh chưa? Ồ, lạnh như đá luôn, thấy chưa? Hi sweetheart. Ui giời ơi lạnh. Ui giời ơi lạnh. Ui giời ơi lạnh. Ui giời ơi lạnh. Lạnh kinh nữa bay. Hả? Lạnh chứ kinh nữa. Vậy đâu á? Vô hả? À, coi đi vô coi, đi đúng một đường nha, đúng một đường đi thẳng nha. Đúng một đường đi thẳng nha. Đừng đừng bấp bên một bên nào nha. Đúng một đường đi thẳng. Đúng rồi, mẹ đi làm sao? Đúng một đường đi thẳng nha. Từ từ, từ từ thôi. Đi lẹ quá chú nhủi thấy bà. Làm sao? Làm sao? Cuối tháng này nghe chay, ngày 30 á. Ngày 30 hay là ngày 1 vậy đó. 1 tháng 5 gì là thiền về nghe chay. Rồi rồi đi rồi, đi chẳng hãng chơi hê kìa. Bé ngang, từ từ ngang. Cô chú coi này, cô chú hồi hộp lắm đó. Mày nhìn là mày biết rồi. Con mà có gì là mày sẽ bay xuống. Mày bay xuống mày làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mày lên. Rồi chơi gì đây, ngoài đây vậy được rồi đó, đi vô đi. Rồi từ từ nha. Từ từ, slow down. Rồi bước qua. Đúng rồi. Good job. Từ từ thôi đó. Ở đây khác á, ở đây khác có nước đó. Đây đây. Đây. Đây, đi. Đi mẹ nè, đi. Come here. Come here. Bước vô bờ an toàn, lẻ lên. Yeah. Yeah. Rồi, thôi đi vô, đi. Đi vô con, đi. Đúng rồi, lên bờ này chơi đi. Thôi, 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 đi, đi, đi. Rồi, lên đó nữa. Không có ai nhà, không ai để ý, chạy ra đây cái thấy bà nội luôn nè. Bởi vì nhà, đó, đó, đó. Có sao không con? Hả, không có sao không? Nói mẹ nghe coi cái tay đau, đưa mẹ coi coi. Tay đau đâu, đưa mẹ coi coi. Đây đây nè, đau đâu, đây, tay đau đâu. Đưa mẹ coi cái tay đau coi. Không à, không cho coi hả? Coi dừng té nữa nha. Té, té, đừng có chạy cái kiểu đó. Cả tuần lễ hả chạy, cả tuần lễ không được đi ra ngoài. Ê, nó nghe nè, hôm qua hả, Ngọc thấy con rắn. Ở đây có rắn nghe con, rắn nước với lại rắn lục nghe chưa. Cẩn thận nghe chưa. Ừ. Hôm qua là có một con rắn nước đó. Cẩn thận nghe chưa, hết sức nha. Quên nữa. Mà chắc rắn nước thì cũng không sao đâu hả? Rắn nước với rắn lục thì chắc cũng không sao. Thôi giờ nó đi qua mấy con
gì đó, con ếch nè. Đi con. Hai. Hai, xin chào cô chú. Thì hồi nãy giờ đi vô nhà xong mà giờ ăn uống tắm rửa, mẹ sẽ cho Chay đi ra ngoài đường lại. Ấy da. Để mẹ bằng. Rồi, xuống đây. Đi từ từ thôi nha, bây giờ cho mặc quần cục đó nha, từ từ thôi. Con mà không đi đàng hoàng là té đó, té đau chân đó. À, bây giờ cho em mặc quần cục đi ra nè cô chú ơi. Đẹp quá. Coi chừng kìa. Ồ, con chó. Say hi, JD. Chạy đi, đông run. Đừng chạy rời đây. Đó. Ai đó? Đừng có chạy, đông run. Té. Yeah. Coi nó đi cái chân kiểu đó, kiểu đừng té, coi nó kìa. Đừng chạy ơi, mày sợ con té quá trời. Mày nắng ra cho nó dễ thương mà. Mà mày sợ con té quá trời ơi. Té con lát cái đầu gối của con á. Đi ra đây, đi ra ngoài đây chơi không? Đi, ra đây chơi nè. À. Ôi, thấy chưa, bên này nước lên tới hòn đá này, nhớ rồi đó, mẹ con mình ra chỗ này chơi không? Rồi nước lên tới hòn đá rồi đó. Coi à. Chạy đi ra ngoài nè không? Ngoài cầu nãy không? Hả? Rồi nó chạy là cái chỗ đánh banh này nãy nữa đó. Đừng. Ừ. Nghe, ngồi xuống nhìn cái gì á. Đừng có chạy quá. Té. Từ từ thôi. Good job. Đi trên cỏ đi con, lỡ đi trên cỏ mà lỡ té cũng không sao. Rồi có đi như bà Tám không? Đi như giang hồ không? Trời ơi, dữ chưa? Dữ chưa? Cái đó là bậy. Có đập chứ. Nhớ qua chỗ này mình thêm 20 con mình thấy con rắn không chay? Hả? Nhớ không? Thôi thì đi vô nha, vô chơi ba nha. Thôi vô nhà chơi ba đi con, ba mới đi làm về mà. Thôi ba ra kìa, chạy. Ba kìa.
rồi chạy lại đó nữa, bỏ nó xuống lại chạy đó, té nha con. Cây kìa chạy, cây ra đây cây. Nó có ba nó giờ khỏe đó, đứng ngồi phim không gì khỏe, bay mà dí sao nó nữa mệt chết luôn. Đó, cô chú ơi, giờ ba giờ bồng nó ra đây nữa. Thì thôi, cái video clip tới đây cũng xin tạm dừng nha cô chú. Bây giờ là mẹ Chay sẽ vô làm video clip cho Chay. Cho cái video clip một like nha cô chú. Với lại những cái cô chú hay hỏi là tại sao video clip Chay không có comment được là tại vì đây YouTube mới vừa ra những cái thông báo là cái kênh của con nít là không có được comment nữa. Tại vì để bảo vệ trẻ em. Đó, nên là ai có thắc mắc thì Ngọc sẽ giải thích thêm một lần nữa nha. Chào tạm biệt cô chú nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye.